Hello mọi người, lại là mình Queen Chu Cha nè. Hôm nay thì game đã vừa cập nhật một cái hộp mới rồi, mà cái này tôi quay hồi hai ba ngày trước rồi mọi người, nhưng mà là tôi chưa có kịp edit để mà tôi đăng cho mọi người coi. Tại vì mấy bà biết cái số tôi mở hộp nó xui dữ lắm, trời ơi, cho nên là tôi đã nhờ ba mở giùm tôi rồi. Lúc mà tôi quay clip này tôi đang còn ở ngoài Đà Nẵng chung với ba mọi người, cho nên là ba mở giùm tôi. Anh được mệnh danh là chiến thần mở hộp mà, cho nên là em cứ yên tâm giao cái sứ mệnh này cho anh nha, ba cái đồ yêu này vậy. Vữ vậy sao? Nhưng mà bữa giờ ba mở cho tôi mấy cái hộp lẻ lẻ, mọi người, nó ra mấy cái đồ gì đâu à. Cái hộp này tôi chỉ thích nhất là cái búa, tại vì cái búa VIP cho nên là có thì cũng được. Tại vì tôi cũng không có hay đập khoáng sản, nhưng mà tôi thích cái đầm mọi người, tôi thích cái đầm với là cái trên đầu lắm á. Không ra búa cũng được, nhưng ra cái đầm với ra cái đội trên đầu giống mà ba đang đội á, chui chết. Bây giờ người đẹp cho anh con số đi, người đẹp muốn là anh mở được bao nhiêu hộp. Anh mở tầm mười mấy hộp thì mới ra được nha, chứ 5-6 hộp không có ra được đâu đó. Tại vì bây giờ còn có hơn gần 2.000 kim cương à. Hồi sáng được 5 vé coupon mà tôi mở hết trơn rồi mọi người ơi. Cho nên là thôi bây giờ tôi cho ba mở 20 hộp đi. 20 hộp là 540 kim cương đó. Trong 20 hộp là một là ra búa, hai là phải ra đầm cho em nha. Trời, cha trả lụa, cái này là quá đơn giản. Đừng có nói là 20 hộp. Bây giờ anh chỉ còn 15 hộp thôi là đã ra rồi. Bây giờ coi nè, bây giờ đứng dưới cây nguyện ước nhà tâm linh khẩn cầu ra được cái búa hoặc ra được cái đầm nha. Trời ơi, cái quẩn mẹ ai gì đây? Trời hát cái gì vậy? Trời hát cái gì vậy? Mình không ra đồ xịn. Bây giờ người đẹp yên lặng đi, người đẹp tập trung. Bây giờ coi anh mở hộp nè. Rồi, bây giờ người đẹp mở đi. Cái búa có 0,5% mà, cái đầm được 1%, nó làm sao nó làm. Tập trung cao độ, đề cao cảnh giác, lúc này là phải im lặng mới ra được đồ xịn nha. Bây giờ không được nói chuyện gì hết nha. Nhặt lên. Quá đù rồi, quá mệt rồi. Trời ơi, mười hộp mà không ra được cái gì dính trên cái bộ đồ luôn. Trời ơi, là hên dữ chưa chín thần. Thôi anh hết nhân phẩm rồi, anh không mở nữa đâu. Bây giờ để em vô nhà chị Trồ nha. Em Trồ bà lay quay tê ghé cái chuồng cờ hó mà hôm bữa chị quay clip chị mở hộp đó. Để em vô chị thử coi mở ra không nha. Người đẹp đứng đây, người đẹp đợi em nha. Đó, cái chỗ này nè, cái chỗ này tâm linh nè, cái chuồng của con Luna nè. Giờ tôi đứng đây tôi mở 10 hộp ẹt ẹt cái lẹ luôn nha. Nhạc đâu, lên. Thật ra thì đời nó phải như vậy đó mọi người. Là tính sương sương bữa giờ 30 hộp là ra được cái tóc với lại đôi vài. Dữ dằn. Thôi nói vậy chịu rồi, xui gì mà xui dữ hờn vậy trời. Người đẹp cũng không ra đồ xịn luôn hả? Anh nghĩ là do cái hộp này nó khó quá đó. Hai đứa mình vậy là chịu thua, chắc phải cậu cứu hộp gâu thôi người đẹp ơi. Hé, mình quên nữa, biết vậy nãy mình nhờn gâu mở giùm rồi, mình mở làm chi trời.
Nhưng mà ập bây giờ đang ở bên nhà bà nội rồi. Người đẹp qua bển, người đẹp kêu nó mở giùm đi. Ăn nhà anh dọn dẹp xíu nha. Vậy thôi em đi nhờ nó mở xíu rồi em về nha. Người đẹp ở đây, người đẹp giữ nhà nha. Em sẽ mang vinh quang trở về. Người đẹp cố lên. Ủa sao mẹ lại qua đây? Mẹ la là cho con nghỉ hè một tuần mà. Sao mẹ qua đây rước con sớm vậy? Một gâu ơi, ba mở hộp với mẹ mở hộp ra toàn nịt không hà. Bây giờ qua đây để cầu cứu con chứ không phải rước con về đâu. Con qua con mở hộp với mẹ đi. Ủa mở hộp gì vậy mẹ? Hộp gì mẹ sao con không biết? Tại ập gâu còn nhỏ, ập gâu chưa mở hộp được. Có mẹ với ba lớn mới mở hộp được. Ập gâu chưa có kim cương. Bây giờ ập gâu mở giùm cho mẹ nha. Dạ mẹ, nếu như mẹ Win đã tin tưởng ập gâu như vậy thì cứ đưa đi hết cho ập gâu. Bây giờ ập gâu mở như thế nào, chỗ nào? Rồi ập gâu nhấn vô cái góc này, xong rồi nhấn vô cái hộp, xong rồi một lát bấm 10 lần cho mẹ nha. Đừng có bấm một lần nha. Dạ mẹ, đơn giản thôi, mẹ muốn cái nhà mẹ nói cho ập gâu nghe đi, ập gâu mở ra cho mẹ. Mẹ đang cần cái búa với lại bộ đồ, nhưng mà có thể không ra cái búa nhưng mà phải ra bộ đồ cho mẹ nha. Nếu như mà ập gâu mở được bộ đồ cho mẹ thì tiền tiêu vặt tháng ngày của ba mẹ chuyển qua cho, mẹ chuyển qua ập gâu hết nha. Trời đất ơi, con nít biết xài tiền đâu á mà đòi tiền tiêu vặt hả? Bây giờ mở ra được bộ đồ cho mẹ đi rồi mới mốt mẹ rước về mẹ chở đi ăn đồ ngon nha. Dễ thôi mẹ ơi, muốn cái đầm đúng không? 1, 2, 3 lên nhạc. Trời sao con trai tôi tay thơm hên dữ trời, biết vậy từ đầu đưa cho con mở đỡ tốn 30 hộp rồi. Trời ơi, bây giờ để mày mặc đồ thử nha. Thích cái bộ đồ này lắm luôn á, mà ra được cái bộ đồ xong mà ra được cái bịch mặt luôn. Trời hên dữ, ra dài ra. Trời ơi, còn thiếu cái búa với cái vòng thôi. Nhưng mà thôi được rồi, con trai tôi mở vậy được rồi. Vậy mà từ đầu mẹ Win không chịu qua đây gặp con sớm, đưa cho ba là hỏng hết rồi. Trời ơi, mẹ mà biết trước là mẹ giàu rồi, mẹ đâu có biết đâu. Trời, thôi con ở đây con chơi với bà nội tiếp đi nha. Tuần sau mẹ rước về chơi với cô chú nha. Bây giờ chào cô chú đi. Ập gâu xin chào mấy cô, mấy chú đã coi hết video của mẹ Win nha. Nếu mà cô chú nào coi được thì nhớ cho mẹ Win một lượt đăng ký và một lượt like nha. Ập gâu cảm ơn cô chú nhiều. Yeah.